Kính thưa quý đồng nghiệp tham gia chương trình trực tuyến ngày hôm nay, ung thư buồng trứng là ung thư thường gặp và là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong các loại ung thư phụ khoa ở phụ nữ. Tại Việt Nam, ung thư buồng trứng đứng hàng thứ 10 ở mức độ thường gặp và mỗi một năm, theo ngành ước tính của ngành ung thư Việt Nam, chúng ta có khoảng 1.500 ca mới mắc mỗi năm. Hiện nay, trong thực hành điều trị ung thư buồng trứng đang có rất nhiều các cái tiến bộ nhằm kéo dài lợi ích sống còn và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Đặc biệt trong kỷ nguyên của y học chính xác, cùng với sự phát triển của các xét nghiệm về di truyền học, điều trị cá thể hóa đang là hướng tiếp cận mới trong điều trị ung thư buồng trứng với nhiều liệu pháp điều trị mới đã được phê chuẩn bởi các cơ quan có uy tín như là FDA, EMA, mở ra nhiều cơ hội mới cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ung thư buồng trứng. Trong hai buổi trước của chuỗi hội thảo tiếp cận toàn diện từ chẩn đoán đến điều trị ung thư buồng trứng, các quý học viên đã tìm hiểu những khái niệm cơ bản về di truyền học trong ung thư, nền tảng ứng dụng xét nghiệm đột biến BRCA, cơ sở khoa học về cơ chế tác động của các nhóm ức chế enzyme PAS. Ức chế PAS là cách tiếp cận điều trị nhắm trúng đích trong điều trị ung thư. Đây là khái niệm hết sức mới mẻ đối với chuyên ngành ung thư. Đối với đây là các cái nhóm thuốc với các cái dữ liệu lâm sàng liên tục được cập nhật trong các cái hội thảo ung thư quốc tế, ví dụ như là Hiệp hội ung thư của Hoa Kỳ tháng 4 và ASCO tháng 6 năm 2020 vừa qua. Và trong buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ được trao đổi và cập nhật một cách tổng quan hơn về những liệu pháp điều trị chuẩn cũng như là hướng tiếp cận mới nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều trị bệnh nhân ung thư buồng trứng. Và hôm nay qua cái phần trình bày của hai báo cáo viên hết sức là nổi tiếng và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị ung thư buồng trứng. Bài báo cáo thứ nhất chúng ta sẽ được nghe tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng, trưởng khoa phụ khoa ung thư Bệnh viện Phụ sản Trung ương, với bài trình bày là tối ưu hóa phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư buồng trứng. Tiến sĩ Thắng đã có thời gian thực tập FFI tại Cộng hòa Pháp và tiến sĩ đã có 3 đề tài cấp cơ sở về sản phụ khoa và là tác giả của 11 nghiên cứu khoa học đã được đăng tải trên các tạp chí y khoa trong nước và quốc tế, đã tham gia báo cáo tại nhiều hội nghị về sản khoa. Và bài trình bày thứ hai, chúng ta sẽ được nghe tiến sĩ bác sĩ Hàn Thị Thanh Bình, Phó trưởng khoa nội năm Bệnh viện Ca, trình bày bài về tiến bộ trong điều trị nội khoa ung thư buồng trứng mới chẩn đoán. Tiến sĩ Bình đã tốt nghiệp tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa 2, chuyên khoa ung bướu tại Đại học Y khoa Hà Nội. Tiến sĩ đã có thời gian thực tập FFI tại Cộng hòa Pháp. Ngoài ra, tiến sĩ Hàn Thanh Bình là chủ nhiệm của đề tài của 11 nghiên cứu khoa học đã được đăng tải trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế và cũng đã tham gia báo cáo tại nhiều hội thảo về ung thư trên toàn quốc. Sau hai bài trình bày thì chúng ta sẽ có khoảng 15 phút cho việc thảo luận và tổng kết. Sau đây, xin mời phần trình bày của tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng với chủ đề tối ưu hóa phẫu trị cho bệnh nhân ung thư buồng trứng. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Thắng. Trước hết xin cảm ơn lời giới thiệu của tiến sĩ Quang và nhân đây thì cũng xin cảm ơn công ty AstraZeneca đã tạo điều kiện cơ hội để cho tôi được chia sẻ một chút kinh nghiệm về trong lĩnh vực công tác của mình. Và sau đây tôi xin trình bày cái bài giới thiệu của mình là tối ưu hóa trong phẫu thuật điều trị ung thư buồng trứng. Về nội dung thì có 3 phần. Phần thứ nhất là tổng quan về phẫu thuật trong ung thư buồng trứng. Phần thứ hai là phẫu thuật trong ung thư buồng trứng mới chẩn đoán. Thứ ba là phẫu thuật trong ung thư buồng trứng tái phát. Về phẫu thuật trong ung thư buồng trứng thì chúng ta đều biết là ung thư buồng trứng thì được chia ra làm 4 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 là giai đoạn sớm. Giai đoạn 1 thì được chia ra làm giai đoạn 1A, 1B, 1C. 1A là tổn thương ung thư ở một bên buồng trứng. Giai đoạn 1B là ở cả hai bên buồng trứng. Giai đoạn 1C là ở bề mặt của buồng trứng. Trong đó 1C được chia là 1C1, 1C2, 1C3. 1C1 là ung thư buồng trứng ở bề mặt mà có thể là do vỡ trong quá trình phẫu thuật thì người ta xếp vào là 1C1. Còn ung thư buồng trứng tự vỡ thì là ung thư là 1C2. Và khi mà chúng ta làm xét nghiệm dịch ổ bụng có dương tính thì chúng ta được chẩn đoán là ung thư buồng trứng giai đoạn 1C3.
Còn chuyển sang giai đoạn 2 thì khi ung thư buồng trứng đã lan ra khỏi vị trí của buồng trứng, có thể là lan sang vòi trứng hoặc là một số cái bộ phận lân cận như là ruột, bàng quang ở xung quanh buồng trứng. Giai đoạn 3 khi mà ung thư buồng trứng đã lan ra khỏi vị trí của tiểu khung, có thể lan đến bề mặt của phúc mạc hoặc là lan đến bề mặt của gan rồi bề mặt của lách, thì lúc đó chúng ta chẩn đoán là giai đoạn 3. Còn khi lan di căn lên xa, di căn vào đến nhu mô của gan rồi dịch màng phổi dương tính vân vân, thì lúc đó chúng ta chẩn đoán là giai đoạn 4 là giai đoạn di căn xa. Điều đặc biệt nhất của ung thư buồng trứng, và đấy đây cũng là điều đáng tiếc, đấy là hầu hết các ung thư buồng trứng của chúng ta thì thường được phát hiện ở giai đoạn muộn. Và theo nghiên cứu thì đối với ung thư buồng trứng ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì chỉ chiếm tỷ lệ là 30%, 13% chúng ta phát hiện được thôi. Còn ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì chiếm tới 87%. Điều đó đồng nghĩa với việc là cái tiên lượng của ung thư buồng trứng nó cũng không được tốt. Đối với giai đoạn 1, giai đoạn 2, nếu mà chúng ta phát hiện và điều trị được thì tỷ lệ sống sót trên 10 năm là đạt tới 55%. Trong khi đó, ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì tỷ lệ sống sót trên 10 năm chỉ là 15%. Về phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư buồng trứng thì nói chung về quy trình phẫu thuật ung thư buồng trứng thì bao gồm là các cái bước để giúp cho chúng ta chẩn đoán và cũng là để điều trị cho bệnh nhân ung thư buồng trứng. Và có bốn cái mục tiêu chung của phẫu thuật ung thư buồng trứng, đó là trước hết là để xác nhận chẩn đoán. Thì khác với lại các cái ung thư khác mà thì chúng ta có thể xác nhận được những được chẩn đoán trước khi phẫu thuật, ví dụ như là ung thư cổ tử cung, chúng ta có thể làm các cái xét nghiệm thăm dò rồi sinh tiết để chẩn đoán ung thư, hoặc là như là ung thư vú, chúng ta có thể chọc tế bào hay là sinh tiết để chẩn đoán ung thư vú trước khi phẫu thuật. Nhưng ung thư buồng trứng thì đây là một cái tạng mà nó nằm sâu trong bụng, cho nên là thông thường là chúng ta chỉ chẩn đoán được ung thư chắc chắn sau khi có phẫu thuật. Vì vậy phẫu thuật đây là một cái có giá trị để xác nhận chẩn đoán. Thứ hai là để phân chia giai đoạn. Sau khi làm phẫu thuật, chúng ta sinh thiết rồi cũng như là quan sát rồi xét nghiệm dịch ổ bụng vân vân. Trên cơ sở đó thì chúng ta có cái phân loại. Và mục tiêu thứ ba cũng là để điều trị triệt căn trong các trường hợp là ung thư buồng trứng ở giai đoạn sớm. Chúng ta có thể phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ cái tổn thương ung thư như là giai đoạn 1 chẳng hạn. Còn trong các trường hợp mà ung thư buồng trứng mà đã ở giai đoạn muộn, giai đoạn 3, giai đoạn 4, chúng ta không thể lấy toàn bộ được cái tổn thương ung thư, thì lúc đó vai trò của phẫu thuật là giảm tổng thể tích của cái khối ung thư đi. Đối với phẫu thuật ung thư buồng trứng thì bao gồm những cái kỹ thuật là cắt bỏ tử cung, cắt bỏ buồng trứng, cắt bỏ vòi trứng hay là ống dẫn trứng, cũng như là nạo vét hạch bạch huyết. Hạch bạch huyết thì có thể hạch bạch huyết ở vùng chậu hoặc là hạch bạch huyết ở vùng ổ bụng dọc động mạch chủ bụng. Đối với ung thư buồng trứng ở giai đoạn sớm thì khi mà u nó còn giới hạn ở buồng trứng hoặc là tiểu khung thì chúng ta sẽ thực hiện các cái kỹ thuật là cắt buồng trứng, cắt tử cung, cắt bỏ toàn bộ mạc lớn, lấy khối u cố gắng là toàn vẹn nhất còn nếu có thể. Chúng ta cũng đồng thời tiến hành kiểm tra bề mặt phúc mạc để tìm những cái khối u có di căn hay không, di căn xa hay không. Chúng ta đánh giá lấy dịch cổ trướng làm xét nghiệm để tìm các tế bào ung thư. Và đó là cái bước quan trọng để chúng ta xác định cái giai đoạn của ung thư và đồng thời là nạo vét hạch bạch huyết. Ở những bệnh nhân trẻ tuổi, nếu mà bị ung thư buồng trứng ở một bên buồng trứng như là giai đoạn 1A hoặc 1C thì chúng ta có thể tiến hành cắt buồng trứng và vòi trứng bên đó là đủ, và chúng ta có thể để lại cái buồng trứng phần phụ bên đối diện cũng như là để lại tử cung để cho phép bệnh nhân tiếp tục duy trì cái khả năng sinh sản. Thì đối với các bệnh nhân ung thư buồng trứng ở giai đoạn đầu thì cái việc phẫu thuật đơn thuần này coi như là cái phương pháp điều trị hầu hết cho phụ nữ và nó đem lại cái kết quả rất là khả quan. Đối với lại ung thư buồng trứng ở giai đoạn tiến xa thì chúng ta đều biết là đến 87% bệnh nhân được chẩn đoán ung thư buồng trứng khi đã ở giai đoạn 3, giai đoạn 4. Do vậy việc điều trị cho bệnh nhân ung thư buồng trứng ở giai đoạn muộn thì bao gồm là các cái kỹ thuật để bắc kinh hay là cái kỹ thuật để làm giảm kích thước khối u trước khi chúng ta tiến tới cái bước tiếp theo là điều trị hóa chất hay là hóa trị. Thế thì
Việc phẫu thuật cho các bệnh nhân ở giai đoạn này thì ngoài việc cắt bỏ tử cung, cắt mạc lớn thì phẫu thuật này gồm còn bao gồm các cái kỹ thuật như là chúng ta phải đánh giá dịch cổ trướng để tìm tế bào u, chúng ta phải nạo vét hạch bạch huyết ở vùng tiểu khung, vùng ổ bụng, rồi chúng ta phải cắt bỏ mở rộng di căn bụng nếu bệnh nhân có thể chịu đựng được các cái phẫu thuật. Trong các trường hợp bệnh nhân có thể có di căn vào lách, rồi di căn đại tràng, trực tràng thì chúng ta đều phải, nếu có thể thì chúng ta có thể cắt bỏ cả những cái phần đó nữa. Rồi những cái phẫu thuật khó hơn như là tước cơ hoành hoặc là cắt bỏ toàn bộ cái bề mặt phúc mạc. Thì đối với các trường hợp ung thư buồng trứng ở giai đoạn tiến xa thì mục tiêu của chúng ta là loại bỏ tất cả các khối u có thể nhìn thấy hoặc không để lại khối u nào có đường kính trên 1 cm. Nếu làm được điều này thì được coi là cái phẫu thuật giảm thể tích khối u tối ưu. Đối với kỹ thuật giảm thể tích khối u Đế Bắc Kinh thì trước đây thì người ta có cái tiêu chuẩn là lấy cái ngưỡng là 2 cm, nhưng mà ngày nay thì đã giảm xuống còn 1 cm, và một số chuyên gia thì người ta cho rằng là phẫu thuật cố gắng để không còn để sót lại cái tổn thương nào thì mới được gọi là tối ưu. Theo cái tiêu chuẩn của NCCN thì sử dụng dưới 1 cm là cái tiêu chuẩn Đế Bắc Kinh tối ưu hiện nay. Còn theo cái khuyến cáo của ESMO thì xác định Đế Bắc Kinh tối ưu là loại bỏ khối u mà không còn nhìn thấy được bằng mắt thường. Về tiên lượng của cái phẫu thuật liên quan đến bệnh ung thư buồng trứng ở giai đoạn muộn thì đối với lại cái các trường hợp mà Đế Bắc Kinh toàn bộ thì mang lại cái kết quả tỷ lệ sống 3 năm, sau 3 năm là đạt tới 72%. Còn đối với các trường hợp vẫn còn để lại cái tổn thương nhỏ dưới 1 cm thì tỷ lệ sống sau 3 năm là 65%. Còn các trường hợp mà để lại cái tổn thương trên 1 cm thì tỷ lệ sống sau 3 năm chỉ còn là 45%. Chúng ta nói về một cái khái niệm nữa là cái phẫu thuật Đế Bắc Kinh giữa kỳ, tức là interval Đế Bắc Kinh. Thì trong một số trường hợp khi mà ung thư buồng trứng ở giai đoạn tiến xa, chúng ta đánh giá là không thể tiến hành phẫu thuật thì đầu Đế Bắc Kinh ngay, thì chúng ta có thể tiến hành cái việc cho bệnh nhân truyền hóa chất có thể là tối đa là 4 chu kỳ, sau đó chúng ta đánh giá để khi mà xác định được cái khối u nó đã nhỏ đi rồi, có thể phẫu thuật được, thì lúc đó chúng ta tiến hành Đế Bắc Kinh. Trong một số trường hợp khi mà ung thư buồng trứng ở giai đoạn muộn, để mà xác định cái giai đoạn cũng như là lên cái kế hoạch cho những cái phẫu thuật tiếp theo, thì chúng ta có thể sử dụng cái kỹ thuật nội soi để chúng ta thăm dò. Cái việc phẫu thuật bằng nội soi này thì nó làm nhẹ nhàng hơn cái thời kỳ hậu phẫu cho bệnh nhân, và nó vẫn có thể đánh giá được đầy đủ các cái phân loại giai đoạn để cho chúng ta lên kế hoạch điều trị. Có thể là chúng ta tiến hành điều trị hóa trị tân bổ trợ trước, sau đó thì chúng ta tiến hành các cái kỹ thuật phẫu thuật Đế Bắc Kinh sau đó. Về một cái khái niệm nữa là cái phẫu thuật dự phòng trong ung thư buồng trứng, thì chúng ta biết là ngày nay thì với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như là cái công nghệ về di truyền, thì người ta cũng xác định là cái ung thư buồng trứng cũng như là ung thư vú thì nó liên quan đến cái gen di truyền. Vì vậy là người ta cũng đã có cái khuyến cáo là cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng cho những cái đối tượng bệnh nhân có nguy cơ cao bị ung thư buồng trứng. Khi mà có cái xét nghiệm gen BRCA1 và 2 dương tính, thì đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân đã có đủ con và ở cái độ tuổi từ 35 đến 40 thì có thể cân nhắc đến cái việc là cắt bỏ buồng trứng. Còn những cái trường hợp mà xét nghiệm mà mang những cái gen dương tính khác như là BRIP1, RAD51C, RAD51D thì chúng ta sẽ có thể cân nhắc cái việc là cắt bỏ buồng trứng ở cái tuổi từ 45 đến 50 cho những cái trường hợp mà đã có đủ con, không còn nhu cầu sinh con nữa. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta có thể là ai cũng biết, đấy là cái nữ diễn viên xinh đẹp rất là nổi tiếng, và cô này thì là đã có bà ngoại, mẹ và dì chết vì ung thư. Sau đó thì có làm xét nghiệm và có dương tính với lại cái
đột biến gen BRCA1. Và cô ý đã, sau khi được nghe tư vấn thì cô ấy đã tự nguyện cắt bỏ buồng trứng vào năm 2015 và cắt bỏ vú trước đó là năm 2013. Thế thì sau cái sự kiện mà cô ấy tự nguyện cắt bỏ cả tuyến vú lẫn buồng trứng thì cũng đã dấy lên một cái hiệu ứng để nâng cao cái nhận thức của mọi người về cái việc là phát hiện nguy cơ ung thư buồng trứng, ung thư vú và cái điều trị dự phòng cho các cái trường hợp có nguy cơ này. Tôi xin chuyển sang một cái phần khác, đấy là cái phẫu thuật ung thư buồng trứng mới chẩn đoán. Thì khi mà chúng ta chẩn đoán ung thư buồng trứng ở những cái giai đoạn tiến xa, giai đoạn muộn, từ giai đoạn 2, giai đoạn 4, thì khi mà có những cái chẩn đoán ban đầu là nghĩ đến cái ung thư buồng trứng ở giai đoạn muộn, thì chúng ta có thể đánh giá xem là bệnh nhân có thể được tiến hành, có thể phẫu thuật để Bắc Kinh được ngay hay không. Nếu không thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân điều trị hóa chất trước, sau đó thì tiến hành phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật thì chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành điều trị hóa chất cho bệnh nhân. Và sau khi điều trị hóa chất thì chúng ta tiếp tục là theo dõi, đánh giá phát hiện cái sự tái phát của bệnh nhân. Mà nếu có tái phát thì chúng ta tiếp tục điều trị bằng các cái liệu pháp điều trị hệ thống và duy trì. Theo cái khuyến cáo của NCCI, theo guideline mới thì đối với ung thư buồng trứng giai đoạn 2, giai đoạn 4 thì người ta chia ra làm 3 cái tình huống. Thứ nhất là đánh giá các cái tổn thương có thể lấy bỏ được thì chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật lấy bỏ, sau đó thì điều trị bằng hóa chất. Nếu những cái tổn thương chúng ta không lấy bỏ được, không đánh giá là phẫu thuật ngay được thì chúng ta tiến hành hóa trị trước, có thể là 3 đến 4 chu kỳ, sau đó thì chúng ta đánh giá và tiến hành phẫu thuật. Khi còn trong các trường hợp mà phẫu thuật lấy được hết tổn thương thì chúng ta cũng tiến hành phẫu thuật và sau đó thì cho bệnh nhân điều trị hóa chất. Đấy là cái guideline chung cho tất cả các trường hợp ung thư buồng trứng ở giai đoạn muộn. Cái slide này thì nói lên là cái việc điều trị ung thư buồng trứng thì nó cũng rất là phức tạp và nó cần sự phối hợp của rất nhiều các cái chuyên khoa cũng như là sự hỗ trợ của rất nhiều cán bộ y tế, trước hết là các bác sĩ chuyên khoa về ung thư, rồi bác sĩ chuyên về phẫu thuật ung thư phụ khoa, bác sĩ giải phẫu bệnh để có những cái kết quả chẩn đoán phân loại ung thư, rồi sự hỗ trợ của các điều dưỡng y tá, các điều phối viên, rồi các bác sĩ về xạ trị cũng như là cái việc chăm sóc giảm nhẹ cho các bệnh nhân ở giai đoạn muộn. Đặc biệt là gần đây thì chúng ta cũng đã nghiên cứu và đưa ra những cái phương hướng để mà giúp cho việc tìm ra những cái đối tượng có nguy cơ cao bị ung thư buồng trứng và để có những cái biện pháp điều trị dự phòng. Đấy là những cái xét nghiệm về gen, về di truyền. Về giá trị của cái phẫu thuật giảm thể tích khối u thì chúng ta đều biết là khối lượng thể tích khối u còn lại sau khi hoàn thành việc phẫu thuật là một yếu tố tiên lượng rất là quan trọng đối với việc đối với bệnh ung thư buồng trứng. Mục tiêu của chúng ta trong cái việc phẫu thuật làm giảm thể tích khối u là phẫu thuật để làm sao cho cái phần khối u còn lại nó cố gắng là dưới 1 cm, và cố gắng hơn nữa nếu mà lấy được tất cả những cái tổn thương ung thư nghi ngờ trong ổ bụng. Đây là một cái nghiên cứu so sánh về cái thời gian sống toàn bộ và thời gian sống không bệnh của các cái nhóm bệnh nhân mà được thực hiện phẫu thuật giảm thể tích khối u trong các cái trường hợp ung thư buồng trứng giai đoạn muộn. Ở đây người ta chia ra làm 3 nhóm. Một là không còn cái tổn thương ung thư nào. Thứ hai là tổn thương ung thư còn lại là dưới 1 cm và tổn thương ung thư còn lại trên 1 cm. Thế thì sau khi nghiên cứu trên một cái nhóm đối tượng rất là lớn, hàng nghìn bệnh nhân như thế này, thì người ta thấy rằng là cái kết quả mà kể cả thời gian sống toàn bộ cũng như là thời gian sống không bệnh của nhóm không còn tổn thương ung thư thì rõ ràng là nó cao hơn hẳn so với lại các cái nhóm khác. Và khi mà so sánh từng cặp giữa cái nhóm không còn tổn thương rồi còn tổn thương dưới 1 cm rồi thì cũng thấy là có sự khác biệt rất là rõ rệt, cũng như là giữa cái nhóm mà còn tổn thương trên 1 cm và nhóm tổn thương dưới 1 cm thì cũng có sự khác biệt.
Như vậy chúng ta thấy là cái vai trò của cái việc phẫu thuật để mà cắt bỏ tổn thương, cắt bỏ hết những cái tổn thương ung thư đi, thì chúng ta làm càng sạch sẽ bao nhiêu thì cái tiên lượng sống của bệnh nhân nó càng tốt bấy nhiêu. Trong một cái nghiên cứu về cái phân tích về cái chất lượng và kết quả đầu ra của phẫu thuật giảm thể tích khối u, thì người ta thấy là phẫu thuật giảm thể tích khối u tối ưu sẽ giúp tăng thời gian sống còn trung bình là 11 tháng, và cứ giảm thể tích khối u được 10% thì sẽ giúp cải thiện thêm được 5,5% trung vị thời gian sống còn của bệnh nhân. Về cái phẫu thuật giảm thể tích khối u ban đầu và giảm thể tích khối u giữa kỳ thì đã có 3 cái thử nghiệm lâm sàng để so sánh cái việc điều trị hóa trị ban đầu, sau đó thì phẫu thuật giảm thể tích khối u giữa kỳ, và cái nhóm thứ hai là phẫu thuật giảm thể tích khối u ban đầu và theo dõi sau điều trị hóa trị, thì cho thấy là không có sự khác biệt về thời gian sống toàn bộ và thời gian sống không bệnh. Và hiện nay thì cũng có một số những cái nghiên cứu khác để đánh giá về cái phẫu thuật giảm thể tích khối u, cũng như là việc cái, ngay hoặc là điều trị hóa chất tân bổ trợ sau đó thì mới phẫu thuật giảm thể tích khối u. Thì đây là cái nghiên cứu trong việc là hai cái nhóm cắt bỏ hạch bạch huyết ở bệnh nhân ung thư mới chẩn đoán, thì về cái thời gian sống toàn bộ và cái thời gian sống không bệnh thì cũng không thể có sự khác biệt giữa hai cái nhóm này, vết hạch hay là không vết hạch. Chuyển sang cái phần phẫu thuật ung thư buồng trứng tái phát thì NCCI có một số cái guideline mới từ cập nhật tháng 1 năm 2020 về cái phẫu thuật ung thư buồng trứng. Đối với các trường hợp mà ung thư buồng trứng mà bệnh nhân còn cái nguyện vọng sinh đẻ, những bệnh nhân trẻ, thì chúng ta có thể cân nhắc là giữ lại cái phần buồng trứng còn lại và tử cung cho bệnh nhân trong các cái trường hợp là ung thư ở giai đoạn sớm, ung thư mà có các cái yếu tố nguy cơ thấp, hoặc là những cái trường hợp ung thư tế bào mầm mác tính, những cái trường hợp ung thư nhầy, ung thư đệm sinh dục. Thì khi trong cái trường hợp mà chúng ta đánh giá là nguy cơ thấp vào giai đoạn sớm thì bệnh nhân có mà bệnh nhân có cái nguyện vọng sinh con tiếp, thì chúng ta có thể chuyển bệnh nhân sang cái đơn vị hỗ trợ sinh sản để đánh giá và cho bệnh nhân thực hiện cái nguyện vọng đó. Còn một cái khuyến cáo về cái trong các trường hợp ung thư biểu mô chế nhầy, thì trong các trường hợp ung thư biểu mô chế nhầy thì người ta cũng có một cái khuyến cáo là trước hết là chúng ta phải đánh giá kiểm tra toàn bộ cái ống tiêu hóa để xem là có những cái tổn thương kèm theo hay không, bởi vì người ta thấy rằng là những cái ung thư biểu mô nhầy buồng trứng tiên phát thì thường là không phải là phổ biến, thường là nó thứ phát di căn sau những cái tổn thương di căn của đường tiêu hóa, vì vậy chúng ta cần phải loại trừ những cái tổn thương của đường tiêu hóa trước. Và trong các trường hợp đối với ung thư biểu mô chế nhầy thì người ta cũng nói về cái chỉ định cắt ruột thừa hay không, thì ở đây người ta cũng khuyến cáo là cắt ruột thừa chỉ trong các trường hợp có nghi ngờ tổn thương của ruột thừa, hoặc là trong các trường hợp mà ung thư biểu mô chế nhầy đã được xác định rồi mà ruột thừa có nghi ngờ bất thường thì người ta mới cắt, còn ruột thừa hoàn toàn bình thường thì cũng không có chỉ định cắt ruột thừa trong cái trường hợp u nhầy này. Đối với các trường hợp ung thư biểu mô đồ ác tính giới hạn borderline thì người ta cũng có cái nghiên cứu khuyến cáo ở đây là đối với các trường hợp này thì cái việc nạo vét hạch thì cũng cho giúp cho chúng ta đánh giá chính xác cái giai đoạn hơn trong các cái trường hợp ung thư đồ ác tính giới hạn. Tuy nhiên là cái kết quả cuối cùng thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái thời gian sống toàn bộ của bệnh nhân. Cái việc một cái khuyến cáo nữa đấy là cái việc phẫu thuật giảm thể tích khối u lần 2, lần 3 thì người ta cũng khuyên là nên được đưa ra trong các cái trường hợp ung thư buồng trứng tái phát mà nó xuất hiện sau 6 tới 12 tháng kể từ khi kết thúc cái việc điều trị hóa chất. Và đặc biệt là nếu mà có những cái tổn thương mà chúng ta đánh giá là có thể lấy được và có một cái điều kiện nữa là không kèm theo dịch cổ trướng thì người ta mới khuyến cáo là làm cái phẫu thuật giảm thể tích khối u lần 2, lần 3. Đối với cái phẫu thuật
Đối với bệnh nhân tái phát lần đầu thì người ta cũng có một cái nghiên cứu là phẫu thuật giảm diện tích khối u ở những cái bệnh nhân ung thư buồng trứng với thời gian không bệnh sau khi kết thúc hóa trị lớn hơn 6 tháng, thì người ta cũng khuyên là những trường hợp này có thể cân nhắc là tiến hành cái phẫu thuật giảm diện tích khối u. Còn những cái trường hợp mà phẫu thuật giảm diện tích khối u lần 2, lần 3 thì hiện nay thì vẫn được chỉ định tương đối là phổ biến. Tuy nhiên là cái kết quả so sánh với cái việc là điều trị hóa chất thì người ta còn đang tranh cãi. Tuy nhiên là như ở Trung Quốc chẳng hạn thì người ta có cái kết luận, có cái thống kê là cái việc phẫu thuật giảm diện tích khối u lần 2, lần 3 thì nó vẫn là cái xu hướng phổ biến mà được các cái phẫu thuật viên lựa chọn rất là nhiều. Và hiện nay thì có ba cái nghiên cứu lớn ở ba cái ba nước là ở Đức, ở Mỹ và ở Trung Quốc về cái việc là phẫu thuật giảm diện tích khối u lần 2, lần 3 so với lại cái việc điều trị hóa chất đơn thuần. Thì các cái nghiên cứu của người ta cũng đưa ra cái khuyến cáo chung là trong các trường hợp mà khối u tái phát mà nó kích thước lớn hơn 5,5 mm thì người ta khuyên là nên tiến hành cái phẫu thuật giảm diện tích khối u lần 2. Còn những cái trường hợp mà nhỏ hơn thì người ta không đề cao cái việc đó. Tôi chuyển sang phần kết luận. Như vậy là chúng ta cũng đã thấy rằng là cùng với cái việc điều trị hóa chất thì phẫu thuật là cái phương pháp điều trị quan trọng, rất là quan trọng đối với ung thư buồng trứng. Đối với ung thư buồng trứng ở giai đoạn sớm thì việc cắt bỏ buồng trứng, cắt tử cung, cắt toàn bộ mạc lớn và lấy khối u ra toàn vẹn là đủ. Còn khi mà ung thư buồng trứng đã ở giai đoạn muộn thì việc phẫu thuật này còn phải bao gồm các cái kỹ thuật là làm giảm thể tích khối khối u tối đa. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng. Qua phần trình bày của tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng, chúng ta có thể thấy được phẫu thuật đóng vai trò hết sức quan trọng trong điều trị ung thư buồng trứng với rất nhiều các cái mục tiêu khác nhau. Ví dụ như là với mục tiêu về mặt chẩn đoán, bởi vì chúng ta đã biết là đối với ung thư buồng trứng là một cái tạng sâu, nên việc chẩn đoán để có giải phẫu bệnh thì gần như là bắt buộc chúng ta phải tiếp cận với các cái tổn thương ở trong ổ bụng, đặc biệt là buồng trứng. Bên cạnh đó thì phẫu thuật cũng giúp đánh giá cái giai đoạn bệnh hết sức quan trọng trong cái vấn đề mà quyết định các cái phương án điều trị tiếp theo cho bệnh nhân. Đặc biệt là trong cái phần trình bày của tiến sĩ Thắng, chúng ta đã nghe hết sức là chi tiết về cái phẫu thuật giảm thể tích khối u tối đa với cái mục đích là nhằm hướng tới cái điều trị triệt căn và tăng cái thời gian sống còn cho bệnh nhân. Và sau khi phẫu thuật thì bệnh nhân ung thư buồng trứng sẽ được điều trị với các thuốc nội khoa. Và hiện nay trên thế giới thì nhờ sự phát triển của sinh học phân tử, rất nhiều tiến bộ trong điều trị nội khoa ung thư buồng trứng đã được biết đến. Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ được nghe tiến sĩ Hàn Thị Thanh Bình sẽ trình bày bài về tiến bộ trong điều trị nội khoa ung thư buồng trứng mới chẩn đoán. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Bình. Vâng, xin cảm ơn lời giới thiệu của tiến sĩ Nguyễn Tiến Quang. Kính thưa các thầy, các cô, các anh chị đồng nghiệp. Sau đây thì tôi xin trình bày bài về tiến bộ trong điều trị nội khoa ung thư buồng trứng mới chẩn đoán. Về nội dung bài thì sẽ gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là tổng quan về ung thư buồng trứng. Phần thứ hai là các phương pháp điều trị kinh điển. Và thứ ba là cách tiếp cận các cái phương pháp điều trị nội khoa mới. Cuối cùng là kết luận. Về tổng quan ung thư buồng trứng thì
Chúng tôi xin trình bày một chút về dịch tễ ung thư buồng trứng. Thì như chúng ta đã biết thì ung thư buồng trứng là ung thư phổ biến đứng hàng thứ 8 ở phụ nữ trên thế giới và là một trong số những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong của phụ nữ. Theo Global Co năm 2018 thì cái số mắc ung thư buồng trứng ở trên thế giới là gần 300.000 và cái số tử vong là gần 185.000. Và ở Việt Nam thì con số mắc mới là 1.500.000 và tử vong là hơn 800.000 ca bệnh. Và chúng ta biết rằng là hầu hết các bệnh nhân ung thư buồng trứng thì khá là phức tạp. Khi được phát hiện thì hầu hết là ở giai đoạn tiến xa và có tiên lượng xấu, phải đến 70-80% là rơi vào giai đoạn 3-4. Và với cái giai đoạn đó thì cái tỷ lệ sống còn sau 5 năm cho giai đoạn 3-4 thì chỉ đạt được dưới 50%. Và trong khi đó, nếu buồng trứng được phát hiện ở giai đoạn sớm hơn, ở giai đoạn 1-2 thì cái thời gian sống thêm sau 5 năm lên đến 80%, thậm chí giai đoạn 1 là 90%. Đối với cái ung thư buồng trứng giai đoạn 1-2 thì là giai đoạn sớm, chúng ta cũng không có vấn đề nhiều gì. Nhưng mà đặc biệt là đối với những cái ung thư buồng trứng giai đoạn 3-4 thì chúng ta có thể thấy rằng cái diễn biến bệnh của nó như sau. Sau khi các cái điều trị bước đầu thì bệnh nhân có thể đáp ứng, nhưng mà hầu hết phải đến 70-80% bệnh nhân sẽ có cái việc tiến triển lại và tái tiến triển bệnh lại. Và với các cái phương pháp điều trị hiện nay thì người ta đang cố gắng để cho cái quãng thời gian sống thêm không kịp tiến triển từ kể từ lần đáp ứng lần đầu cho đến khi tái phát kéo dài hơn. Và trong số tất cả những cái bệnh nhân mà có cái tiến triển trở lại thì có khoảng 5% là kháng với cái điều trị ngay trong cái quá trình điều trị. Người ta chia rằng với những cái trường hợp mà kháng sớm platinum, tức là một cái thuốc mà điều trị chuẩn trong điều trị là dưới 6 tháng thì là kháng. Còn trên 6 tháng mà bệnh nhân chưa tái phát quay trở lại thì được coi là nhạy với platinum. Sau khi bệnh nhân có những cái tái phát trở lại thì bệnh nhân có thể được chuyển sang cái điều trị lần 2, có thể là phẫu thuật, có thể là điều trị hóa chất hoặc điều trị toàn thân. Và rồi những cái lần điều trị này nó sẽ ngắn thời gian lại hơn và cuối cùng là gần như là 100% bệnh nhân sẽ chuyển sang giai đoạn muộn và chăm sóc triệu chứng. Ung thư buồng trứng thì cái phần biểu mô thì chiếm đến 90%, ngoài ra là còn khoảng 5% là ung thư tế bào mầm và ung thư mô đệm, khoảng 5%. Ở trong cái bài báo cáo của chúng tôi là tập trung vào cái phần 90% của cái ung thư biểu mô buồng trứng. Về mô bệnh học phân loại thì ung thư biểu mô buồng trứng thì có 5 cái dạng mô bệnh học chủ yếu hay gặp. Thì hay gặp nhất đó là cái thanh dịch độ mô học cao chiếm khoảng 70%. Còn ung thư tế bào sáng và ung thư nội mạc tử cung chiếm khoảng 10% trong mỗi loại. Ngoài ra chúng ta còn có thanh dịch độ thấp, tế bào nhầy và các cái loại mà borderline khác. Sau đây tôi đi vào phần các cái phương pháp điều trị kinh điển cho ung thư biểu mô buồng trứng. Đối với điều trị cho bệnh nhân ung thư buồng trứng, biểu mô buồng trứng mới chẩn đoán thì tiến sĩ Thắng cũng vừa giới thiệu rồi. Chúng ta sẽ có cái chẩn đoán ban đầu, sau đó chúng ta sẽ có cái phẫu thuật cho bệnh nhân và điều trị hóa chất bổ trợ. Sau khi đó thì sẽ có một cái thời gian theo dõi bệnh nhân. Nếu như bệnh tái phát trở lại thì chúng ta sẽ có cái liệu pháp điều trị hoặc là điều trị phẫu thuật cho những cái trường hợp tái phát muộn, tái phát xa và tiên lượng tốt. Còn nếu không chúng ta có thể chuyển sang điều trị liệu pháp hệ thống toàn thân và cuối cùng là sau đó xong là bệnh nhân có thể điều trị các lai 2, lai 3 và chuyển sang điều trị palliative. Từ cái giai đoạn chẩn đoán ban đầu chuyển sang cái phẫu thuật thì để cho cái cuộc phẫu thuật thuận lợi thì chúng ta có thể đánh giá bệnh nhân. Có những trường hợp phẫu thuật được nhưng có những trường hợp mà phẫu thuật có thể gây nguy cơ cho bệnh nhân do khối u quá lớn hoặc là do có thể là bệnh nhân có những cái mắc cái bệnh kèm theo nặng thì khi đó vai trò của hóa trị tân bổ trợ để giúp làm thuận lợi cho quá trình phẫu thuật sẽ được thực hiện. Từ giai đoạn hóa trị bổ trợ mà chuyển sang giai đoạn tái phát thì cho đến nay hầu hết chúng ta là vẫn là để theo dõi bệnh nhân đơn thuần và thời gian trung bình chỉ đạt được khoảng tầm hơn 1 năm. Tuy nhiên những cái liệu pháp duy trì hiện nay chúng ta đã áp dụng đó là điều trị kháng sinh mạch bevacizumab và hiện tại chúng ta đã có những cái điều trị ức chế pháp mới.
Đây là tổng quan và lịch sử về cái vai trò của điều trị hóa trị ở trong ung thư biểu mô của buồng trứng. Chúng ta có thể thấy rằng là vào những năm 1975 thì chúng ta chỉ có duy nhất các cái tác nhân điều trị, đó là các tác nhân alkin ngự hóa, alkin lăng, ví dụ như là cyclophosphamide, thì chúng ta sẽ có cái trung vị sống còn toàn bộ của bệnh nhân chỉ đạt được là 12 tháng. Trải qua nhiều thập kỷ, sang đến thập kỷ 80 thì chúng ta đã có kết hợp phát hiện ra thuốc platinum kết hợp cùng với alkin lăng thì cho cái trung vị sống còn tăng thêm 24 tháng. Đến những năm cuối những năm 90 và đầu những năm 20 thì taxan ra đời kết hợp với platinum thì cho cái kết quả điều trị là 37 tháng. Và ở những năm 2000 cho đến nay thì cái phác đồ chuẩn mà chúng ta vẫn đang sử dụng đó là carboplatin kết hợp với taxan. Khi được bệnh nhân được phẫu thuật đầu booking chuẩn thì bệnh nhân sẽ đạt được cái trung vị sống còn toàn bộ có thể lên đến gần 60 tháng. Đây là cái phác đồ carboplatin hiện nay được coi là điều trị chuẩn sau phẫu thuật ung thư biểu mô buồng trứng. Trải qua tất cả chúng tôi giới thiệu ở đây là các cái nghiên cứu so sánh kể từ khi mà so sánh platinum, tức là cisplatin kết hợp với paclitaxel, kể cả dùng 24 giờ hay là dùng trong các cái phác đồ 3 giờ so với các phác đồ mà platinum kết hợp với cyclophosphamide là nhân tố alkin lăng, thì cho thấy rằng là các phác đồ kết hợp với cisplatin paclitaxel thì cải thiện về PFS cũng như là OS cho bệnh nhân. Đặc biệt là trong cái nghiên cứu cuối cùng là nghiên cứu GOG101558 thì nghiên cứu này so sánh cái hiệu quả của carboplatin kết hợp với paclitaxel so với cisplatin kết hợp với paclitaxel thì thấy rằng là hiệu quả vai trò của carbo và cisplatin là như nhau trong cái sống thêm không tiến triển cũng như là OS. Và tuy nhiên thì carboplatin thì ít tác dụng phụ hơn so với platinum, chính vì lý do đó mà carboplatin cho đến nay được coi là phác đồ chuẩn và chúng ta chỉ sử dụng ship trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có các cái phản ứng với cả các bộ platin. Cho đến nay thì các cái guideline hướng dẫn của cả châu Âu cũng như châu Mỹ thì các bộ platin paclitaxel được là điều trị chuẩn của, và cái đường dùng là đường tĩnh mạch với liều là paclitaxel là 175 mg một mét vuông, các bộ platin sẽ là AUC 5 hoặc 6 mỗi 3 tuần cho 6 chu kỳ. Để tăng cái hiệu quả điều trị của cái hóa chất bổ trợ trong những cái trường hợp ung thư biểu mô buồng trứng cá thể hóa trên tất cả các trường hợp, người ta có các cái phương pháp khác nhau. Ví dụ như người ta có thể sử dụng hóa trị liều dày, người ta có thể là dùng hóa trị trong bơm trong ổ bụng, thì người ta thấy rằng là vai trò của hóa trị trong ổ bụng sẽ có hiệu quả trong những cái trường hợp mà được phẫu thuật được debulking tối ưu và đặc biệt là những cái tổn thương u mà dưới 1 cm. Đây là các cái nghiên cứu mà so sánh cái hóa trị trong ổ bụng GOG 0104 là cái nghiên cứu mà so sánh giữa alkin lăng kết hợp với cả cisplatin ổ bụng so sánh với cả cyclophosphamide kết hợp với cisplatin đường tĩnh mạch. Nghiên cứu GOG 0114 cũng thế, thì là cái nghiên cứu mà kết hợp thêm với nhân tố platinum kết hợp với cả taxan, thì người ta thấy rằng là ở các cái phác đồ mà có sử dụng ở đường bơm phúc mạc cisplatin thì thấy rằng có cải thiện về PFS cũng như là OS hơn so với cái nhóm mà không có dùng cisplatin ổ bụng. Đặc biệt là trong cái nghiên cứu GOG 0172 thì thấy rằng là phác đồ cisplatin ổ bụng so sánh ở trong cái nhóm so sánh giữa paclitaxel kết hợp với cisplatin ổ bụng hoặc là paclitaxel kết hợp với cisplatin đường tĩnh mạch thì thấy rằng là cisplatin ổ bụng sẽ cải thiện cả về PFS và OS, có ý nghĩa thống kê và lợi ích thì sống còn thì được chứng minh ở trên những cái bệnh nhân mà được phẫu thuật đồng ốc kinh với tổn thương u dưới 1 cm. Vậy thì liệu thêm bevacizumab hay là thay cisplatin bằng carboplatin cho bơm phúc mạc thì có hiệu quả hơn hay không, thì người ta thấy rằng trong cái nghiên cứu GOG 0252 thì cái phác đồ tiêm ổ bụng đó bằng có thêm bevacizumab hay carbo đường phúc mạc thì cũng không cải thiện gì so với cả cisplatin.
một cái phương pháp khác để tăng cái hiệu quả điều trị của cái hóa trị cho ung thư biểu mô buồng trứng ở giai đoạn 3-4, đó là hóa trị liều dày. Đối với cả tiêm đường phúc mạc thì cái khối u tổn thương phải còn lại dưới 1 cm thì khả năng mới có khả năng đâm xuyên qua khối u, thì đối hóa trị liều dày sẽ lại giúp ích cho những cái trường hợp mà khối u mà còn kích thước hơn 1 cm. Thì đây là một số các cái nghiên cứu Mito 7, GOG0262, Icon 8, thì người ta đã chứng minh cái hóa trị liều dày nó có thể nhiều cách. Thứ nhất là so sánh với các đồ chuẩn là các Carboplatin AVC6 và các Letacel 175mg mỗi 3 tuần 6 chu kỳ đường tĩnh mạch, thì có thể so sánh với những cái tuần kiểu như là Paclitaxel AUC2, Paclitaxel kết hợp với Paclitaxel 60mg mà mỗi tuần trong 18 chu kỳ, hoặc là Carboplatin có thể là AUC6 và Paclitaxel thì là 80mg mỗi tuần. Nói chung thì các cái phương pháp đều cho thấy rằng cái không có sự khác biệt về PFS cũng như là OS ở cái hóa trị liều dày so với cái liều thông thường. Thế tuy nhiên trong cái nghiên cứu của Nhật Bản là JGOG, nghiên cứu cuối cùng mà các bạn có thể nhìn thấy 3061, thì người ta so sánh là với cái liều chuẩn điều trị thông thường đường tĩnh mạch carbo kết hợp với paclitaxel và một cái liều dày kiểu carboplatin AUC6 mỗi 3 tuần và paclitaxel thì 80mg một tuần cho 6 đến 9 chu kỳ, thì người ta thấy rằng là cải thiện về PFS là 17 tháng so với 28 tháng ở cái liều dày và OS là 62 tháng so với 100 tháng. Kết quả này rất là ấn tượng và lợi ích thấy rõ trên cái trường hợp mà khối u có còn lại sau phẫu thuật là hơn 1 cm. Còn một phương pháp nữa đó là cái phương pháp HIPEC hay là hóa trị tăng nhiệt trong phúc mạc trong lúc phẫu thuật, thì cho đến bây giờ thì đây cũng chỉ là trong các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là lợi ích về PFS và OS có hiệu quả hơn trong cái phương pháp này. Tuy nhiên người ta cũng chỉ là trên nghiên cứu chứ còn trên ứng dụng lâm sàng thì người ta không áp dụng, và có chăng cũng chỉ là cho những cái trường hợp mà không thích ứng với paclitaxel trên lâm sàng. Nhưng mà cũng chưa có guideline khuyến cáo sử dụng cái phương pháp này, mặc dù là cái sống thêm không tiến triển của cái phương pháp HIPEC này so với thông thường thì là 14 tháng so với 10 tháng và có ý nghĩa thống kê P nhỏ 0.05, và ngay cả OS cũng là 45 tháng so với 34 tháng. Hóa trị tân bổ trợ thì đây là một cái phương pháp mà dùng để làm giảm cái kích thước khối u trước khi phẫu thuật, hoặc dùng cho những cái bệnh nhân mà không phù hợp với phẫu thuật. Những bệnh nhân không phù hợp với phẫu thuật được hiểu ở đây là những bệnh nhân mà thứ nhất là có thể là người ta từ chối phẫu thuật, và những trường hợp thứ hai là những bệnh nhân già, những bệnh nhân mà có khối u mà đánh giá là khó có thể phẫu thuật được ngay, hoặc là bệnh nhân kết hợp với những các cái bệnh phối hợp khác và có thể gây tàn tật, ví dụ như là các cái bệnh về tim mạch. Thì cái chu kỳ điều trị của hóa chất tân bổ trợ là người ta khuyến cáo từ 3 cho đến 4 chu kỳ. Cái việc kéo dài cũng không có lợi, vì nó cũng có thể đẩy cái chuyển từ cái phẫu thuật có thể là phẫu thuật được thành cái giai đoạn không phẫu thuật được trong cái nhóm tân bổ trợ. Và cái phác đồ tiêu chuẩn trong cái khuyến cáo của các cái guideline châu Âu cũng như là châu Mỹ thì đó là dùng kết hợp platinum với taxan và đường tĩnh mạch. Các phác đồ có chứa bevacizumab, tức là kháng sinh mạch, có thể được sử dụng. Tuy nhiên là cái việc mà dừng điều trị bevacizumab trước phẫu thuật sẽ phải là trước và chọn và sau khi phẫu thuật là 1 tháng. Về kết quả của hóa trị tân bổ trợ chúng ta có thể thấy ở đây rằng là khi so sánh về cái trung vị sống còn cũng như là sống thêm không tiến triển ở cả hai nhóm mà bệnh nhân có phẫu thuật đầu booking trước hoặc là hóa trị tân bổ trợ, thì cái thời gian PFS và OS không có cái sự thay đổi. Tuy nhiên đối với những cái bệnh nhân mà dưới nhóm, ví dụ như giai đoạn 4 hoặc những cái bệnh nhân mà có sau khi phẫu thuật tân bổ trợ mà cái tổn thương còn dưới 1 cm, thì thấy rằng những cái trung vị về PFS cũng như OS tăng một cách có ý nghĩa thống kê. Ví dụ như ở đây ta có thể thấy rằng ở giai đoạn 4 thì ở cái hóa trị tân bổ trợ sẽ là 10 tháng so với 9 tháng và với P là dưới 0.5, và OS cũng là 24 tháng so với 21 tháng và P dưới 0.05. Về cái khuyến cáo của hóa trị tân bổ trợ theo cái guideline như sau. Thứ nhất là với những cái trường hợp mà ung thư biểu mô buồng trứng ở giai đoạn 3-4 thì người ta sẽ đánh giá nếu mà bệnh nhân mà có nguy cơ tử vong khi phẫu thuật
thì người ta sẽ điều trị hóa chất tân bổ trợ trước. Trường hợp mà không có nguy cơ trong tử vong trong phẫu thuật thì người ta sẽ tiến hành là phẫu thuật giảm khối u, giảm thể tích khối u. Trường hợp mà giảm được tối ưu dưới một giảm tối ưu thì người ta cũng có thể là phẫu thuật luôn, nhưng cũng có thể người ta dùng hóa trị tân bổ trợ. Trường hợp mà đánh giá mà không thể giảm được cái tối ưu dưới 1 cm thì người ta sẽ là hóa trị tân bổ trợ. Sau đây tôi xin trình bày thêm một số các cái phương pháp điều trị mới ứng dụng cho những cái trường hợp mà ung thư buồng trứng được chẩn đoán mới. Như chúng ta đã biết, kháng sinh mạch tức là ức chế cái sự phát triển của các mạch máu trong khối u và ngăn chặn sự phát triển của khối u, đó là bevacizumab, thì cho đến nay chúng ta đã được sử dụng. Và hiệu quả của phương pháp bevacizumab này trên các cái bệnh nhân ung thư buồng trứng ở giai đoạn tiến xa thì đã được khẳng định trong hai cái nghiên cứu ICON 7 và GOG 218. Nghiên cứu ICON 7 thực hiện ở châu Âu và GOG thì ở Mỹ, thì hai cái nghiên cứu này có cái sự khác nhau, đó là cái giai đoạn của cái ICON 7 thì là giai đoạn sớm hơn một chút, từ 2 cho đến 4. Chính vì thế mà mọi người có thể nhìn thấy ở đây là cái kết quả sống thêm không tiến triển và cái sống thêm toàn bộ của nó cũng có vẻ cao hơn so với cái nghiên cứu GOG 218 là nghiên cứu ở cái giai đoạn muộn hơn là 3-4. Về cái liều lượng bevacizumab cũng là khác nhau ở trong hai nghiên cứu này. Nghiên cứu ICON 7 thì cái bevacizumab chỉ là 7,5 mg một kg cân nặng, và cái thời gian kéo dài bevacizumab sẽ được kết hợp cùng với hóa chất chuẩn cho 6 chu kỳ. Tất nhiên người ta trừ chu kỳ đầu tiên, bởi vì là sau phẫu thuật thì sau đó bevacizumab sẽ được duy trì với thời gian tổng là 17 tập. Còn đối với GOG thì được dài hơn và cái liều cũng cao hơn, 15 mg một kg cân nặng và kéo dài 22 chu kỳ. Thì thấy rằng ở trong nghiên cứu ICON 7 và GOG thì ngoại trừ cái GOG 218 thì cái sống thêm không tiến triển thì nó cao hơn ở trong cái nhóm mà dùng BEVA có ý nghĩa thống kê, đó là 14 tháng so với 10 tháng. Còn lại thì nhìn chung PFS OS của hai nhóm nghiên cứu là tương đương, không có gì. Nhưng mà phân tích dưới nhóm thì người ta lại thấy rằng kể cả ICON 7 và GOG 218 thì những cái trường hợp tiên lượng xấu, đó là những bệnh nhân giai đoạn 4 có dịch ổ bụng CA125 tăng, thì bevacizumab kết hợp sẽ cho cái hiệu quả tốt hơn ở những cái dưới nhóm như vậy. Một cái phân tích khác dưới nhóm nữa, đó là những cái trường hợp mà khi mà kết hợp bevacizumab thì người ta thấy rằng cái thời gian sống thêm không tiến triển của cái nhóm mà không đột biến BRCA thì thấy rằng là tốt hơn. Tóm lại là những cái trường hợp mà không đột biến không có đột biến BRCA thì ngay kể cả trong quá trình điều trị và cái quá trình điều trị duy trì thì cái việc bevacizumab là có ích hơn. Còn những cái trường hợp đột biến BRCA 1, 2 thì không thấy có cái lợi ích gì trong tiến triển, trong cái sống thêm không tiến triển cũng như sống thêm toàn bộ, thì cái này sẽ có được một cái điều trị khác, đó là ức chế PARP, tôi sẽ giới thiệu trong phần tiếp theo. Như trên thì tôi đã giới thiệu những cái phương pháp điều trị cơ bản, và cái điều trị duy trì mục đích thì chúng tôi cũng đã nói, đó là từ khi bệnh nhân được các cái điều trị cơ bản ban đầu bao gồm có phẫu thuật, hóa trị, thì bệnh nhân sẽ chuyển sang cái giai đoạn đó là theo dõi. Bệnh nhân có thể theo dõi đơn thuần và cũng có thể sử dụng các cái liệu pháp duy trì. Thì như trên thì tôi đã giới thiệu cái liệu pháp duy trì, đó là dùng bevacizumab. Cho đến nay thì chúng ta có thể nhìn trên cái biểu đồ này thấy rằng là những cái tiến bộ trong điều trị ung thư biểu mô, ung thư buồng trứng trong 45 năm qua, chúng ta có thể thấy rằng là cái phía bên này đó là cái phía bên này là cái tỷ lệ mắc của bệnh nhân, và phía bên bên phải tôi đây là cái thời gian sống thêm sau 5 năm. Thì cho đến nay trải qua hơn 40 năm thì có thể thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong do ung thư buồng trứng vẫn cứ ở mức ngưỡng là nó có thể hơi giảm một chút nhờ có cái kết quả điều trị và cái sống thêm sau 5 năm của ung thư buồng trứng nó tăng lên, và cái tỷ lệ mắc của ung thư buồng trứng cũng giảm đi nhờ các cái tiến bộ trong quá trình chẩn đoán. Khác với ung thư vú là cái tỷ lệ mắc vẫn còn rất là cao, nhưng cũng nhờ có cái kết quả điều trị mà nó cũng có cái tỷ lệ sống tốt hơn, tỷ lệ tử vong cũng giảm đi. Và ung thư phổi thì như chúng ta cũng thấy ở trên này, và cái đường màu cam thì cũng là cái tỷ lệ mắc của nó cũng ngày một tăng, nhưng mà với những cái hiệu quả điều trị của những năm 2000 thì nó cũng có xu hướng giảm. Thì cái điều trị duy trì ở trong ung thư buồng trứng, đây là các cái cột mốc chúng ta có thể nhìn thấy là các cái cột mốc điều trị ung thư buồng trứng, thì cho đến nay các thuốc ức chế PARP đang là những cái tiến bộ mới của cái điều trị
ung thư buồng trứng. Ở đây có một cái thuốc đó là, ở đây là Olaparib. Olaparib là cái trong cái điều trị. Và cho đến nay thì FDA cũng như EMA đã công nhận cho những cái điều trị của các cái thuốc chế phát như là Olaparib, Niraparib hoặc là Rucaparib, thì cho những cái trường hợp ung thư buồng trứng tái phát có thể dùng line 2, line 3. Và đến giờ thì những cái điều trị duy trì mà với ngay line đầu tiên và với những cái đột biến BRCA cũng như là những cái tái tổ hợp tương đồng dương tính thì là cũng đã được chỉ định điều trị. Chúng ta có thể thấy rằng những cái trường hợp mà ung thư biểu mô buồng trứng thì có cái đột biến BRCA 1-2 hoặc là có cái các cái gen mà sửa chữa tái tổ hợp tương đồng là những cái mà liên quan đến cái điều trị ức chế PARP thì không có mặt ở trên hầu hết tất cả các dạng ung thư biểu mô buồng trứng. Tuy nhiên thì cái thể hay gặp nhất chúng ta vẫn thấy là trong các cái ung thư biểu mô thanh dịch và ung thư nội mạc không có thể có một tỷ lệ nhỏ. Thực ra thì đây là cái tỷ lệ mắc của tất cả các cái dạng biểu mô mà chúng tôi đã giới thiệu thì cái thanh dịch là cao nhất là 70%. Các cái nhóm khác như là nội mạc tử cung thì cái tỷ lệ mắc cái mô bệnh học khoảng 10% hoặc là tế bào sáng 10%. Cái màu xanh ở đây chính là các cái tỷ lệ đột biến của gen BRCA1-2 thì gặp phải là 27% ở trong nhóm thanh dịch là gặp cao nhất. Ngoài ra cũng gặp trong các cái phân tiếp khác với các cái tỷ lệ như là nội mạc tử cung khoảng 11% và tế bào sáng là 7%, thanh dịch độ thấp là 8% và ngoài ra các cái dạng khác là khoảng 10%. Đây là cái biểu đồ ung thư biểu mô buồng trứng nói chung thì ta có thể thấy rằng cái suy giảm cái tái tổ hợp tương đồng thì nó chiếm cái tỷ lệ rất là lớn, phải đến 50% những bệnh nhân ung thư buồng trứng có cái tỷ lệ này. Thế và đột biến BRCA thì cho cả dòng mầm cũng như là tại u thì là chiếm đến khoảng 20%. Mặc dù là cái đột biến dòng mầm thì chỉ chiếm khoảng 14% theo cái báo cáo này, nhưng thực tế thì có thể khoảng từ 5-10%. Thì đây là cái vai trò ức chế PARP ở khối u có đột biến gen BRCA. Thì chúng ta có thể thấy với một cái tế bào bình thường, khi mà có một cái tổn thương ở một nhánh của ADN thì sẽ được có một cái cơ chế sửa chữa được gọi là cơ chế DIA, và cơ chế này sẽ được sửa chữa với sự tham gia của một cái men gọi là men PARP hay là poly ADP ribose polymerase, thì sẽ được tế bào sau khi được sửa chữa sẽ được gắn liền cái sợi đơn ở tế bào bình thường. Và nếu như mà sau khi được gãy cái sợi đơn mà cơ chế, nếu mà mình sử dụng các thuốc ức chế PARP thì sẽ không được sửa chữa nữa và sẽ chuyển sang đứt gãy sợi đôi. Và trong cái trường hợp mà lúc này thì tế bào cơ thể sẽ được sửa chữa bởi con đường tái tổ hợp tương đồng. Và nếu như ở bệnh nhân mà có cái gen BRCA1-2 vẫn còn bình thường thì nó sẽ được sửa chữa và lúc đó ADN sẽ được sửa chữa cả hai nhánh. Thế nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà ở cái tế bào u, nếu như đứt gãy cả hai sợi và chúng ta có đột biến BRCA, tức là không thể nào mà còn con đường thứ hai để sửa chữa sau khi chúng ta dùng ức chế PARP, thì ở con đường này, tái tổ hợp tương đồng này sẽ không được thực hiện và do đó mà dẫn đến tế bào sẽ chết. Và đây là một số các cái thuốc ức chế PARP được sử dụng trong cái điều trị duy trì bước 1 cho bệnh nhân ung thư buồng trứng ở trong các cái nghiên cứu solo 1, các nghiên cứu solo 1 nghiên cứu cho Olaparib, nghiên cứu Prima trong cái Niraparib và nghiên cứu Velia cho Veliparib, thì có thể thấy rằng là cái trung vị sống thêm không tiến triển từ chỗ mà có thể là cái thời gian nó chỉ khoảng tầm 14-15 tháng thì sau khi dùng các cái thuốc ức chế PARP thì có thể lên đến gần 50 tháng và với P là nhỏ hơn 0,001. Trong nghiên cứu, một số các nghiên cứu khác như là PIMA cũng cho cái thời gian sống thêm, trung vị sống thêm không tiến triển là gần 22 tháng so với 10 tháng. Và một số các cái yếu tố trên lâm sàng và sinh học có thể là giúp xác định cho bệnh nhân có thể được hưởng lợi từ các thuốc ức chế PARP, đó chính là những bệnh nhân mà có nhạy đi platino cũng như là các bệnh nhân được xét nghiệm đột biến BRCA dương tính hoặc là có cái HRD. Uh,
Đây là guideline mà guideline của NCC E5220 phiên bản 1, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái điều trị duy trì hiện nay đã được các cái thuốc như là olaparib thì cũng đã được công nhận. Như vậy thì tôi xin kết luận lại bài báo cáo của mình như sau. Ung thư buồng trứng thì thường phát hiện ở bệnh ở giai đoạn muộn, phải chiếm đến 70-80% và tái phát trong 3 năm đầu tiên. Các cái dạng mô bệnh học của ung thư buồng trứng thì rất là đa dạng, và cái điều trị chuẩn cho cái ung thư biểu mô buồng trứng đó là paclitaxel kết hợp với carboplatin sau phẫu thuật, và các cái liệu pháp duy trì giúp kéo dài thêm cái thời gian sống thêm không tiến triển của bệnh đã được khuyến cáo bởi các guideline quốc tế, và thuốc ức chế PARP là một trong cái liệu pháp duy trì hiện nay đã được sử dụng và giúp kéo dài thêm cái PFS của bệnh nhân. Tôi xin kết thúc bài báo cáo. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ Bình đã cập nhật cho chúng ta về những tiến bộ trong điều trị nội khoa của ung thư buồng trứng mới chẩn đoán. Và chúng ta có thể thấy trong hàng chục năm qua, việc điều trị nội khoa ung thư buồng trứng chỉ dừng lại ở các liệu pháp về hóa trị. Và trong những năm gần đây thì có thêm với phối hợp với những các thuốc kháng sinh mạnh như là bevacizumab. Và bệnh nhân ung thư buồng trứng mới chẩn đoán dù được điều trị hết rất tích cực bằng phẫu thuật giảm kích thước khối u hoặc là hóa trị bổ trợ, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy rằng là 70-80% bệnh nhân sẽ tái phát trong 3 năm đầu. Đối với những bệnh nhân tái phát thì bệnh nhân sẽ trải qua nhiều chu kỳ hóa trị lặp đi lặp lại với thời gian PFS ngày càng bị rút ngắn, ảnh hưởng lên chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Với sự phát triển của các cái thuốc của sinh học phân tử, các thể mô bệnh học của ung thư buồng trứng ngày càng được hiểu biết rõ ràng hơn, đặc biệt là với các cái biomarker đột biến rất khác nhau. Và trên tinh thần đó thì sẽ hướng tới việc nhìn nhận ung thư buồng trứng không chỉ còn là một thể bệnh nữa, mà là một cái thể bệnh hết sức là đa dạng về đặc điểm sinh học. Đối với ung thư buồng trứng có đột biến BRCA1 hoặc BRCA2 là đích nhắm đến đầu tiên của các thuốc ức chế PARP đã được chứng minh mang lại lợi ích lâm sàng đáng kể và đã được khuyến cáo trong các cái guideline điều trị của NCCN hoặc là ESMO, và hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân ung thư buồng trứng trong tương lai. Kính thưa quý đồng nghiệp, trước khi dẫn đến phần thảo luận thì chương trình có một số câu hỏi lượng giá nhỏ dành cho các quý đồng nghiệp đang theo dõi trên các đầu cầu trực tuyến. Kính mời quý bác sĩ, dược sĩ sẽ cùng tham gia. Các quý đồng nghiệp có thể nhìn thấy các cái câu hỏi trên màn hình như sau, và xin mời các quý đồng nghiệp trả lời cho các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là mục đích của phẫu thuật trong ung thư buồng trứng là gì? A. Xác nhận chẩn đoán. B. Phân loại giai đoạn bệnh. C. Điều trị khỏi bệnh cho bệnh nhân hoặc lấy đi nhiều nhất có thể khối biếu và tổn thương di căn. D. Cả ba đáp án trên. Câu 2. Theo quý vị, cần thiết phải có liệu pháp duy trì cho bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng mới chẩn đoán giai đoạn tiến xa hay không? A. Có. B. Không. Câu 3. Các liệu pháp trong điều trị duy trì bước 1 bệnh nhân ung thư biểu mô giai đoạn 2 đến 4 theo khuyến cáo của NCCN là gì? A. Kháng sinh mạnh bevacizumab. B. Ức chế PARP. C. Hóa trị. D. Đáp án A và B. Câu 4. Các yếu tố trên lâm sàng và sinh học phân tử nào sau đây của bệnh nhân ung thư buồng trứng giúp xác định bệnh nhân được hưởng lợi từ các thuốc ức chế PARP? A. Nhạy cảm platinum. B. Có đột biến BRCA. C. Có đột biến gen suy giảm chức năng tái tổ hợp tương đồng. D. Cả ba phương án trên. Xin mời các quý đồng nghiệp vote. Các quý đồng nghiệp nào chưa vote thì mời các quý đồng nghiệp vote ạ, để chúng tôi công bố kết quả. Được bao nhiêu? Vâng, xin mời bên các bạn hỗ trợ công bố kết quả.
Vâng, thưa quý vị, các quý đồng nghiệp, đối với câu hỏi thứ nhất là đáp án đúng là cả là phương án D, là cả ba đáp án trên. Như vậy là phần lớn các quý đồng nghiệp chiếm tới 96% chúng ta đã chọn cái đáp án D. Sang câu hỏi thứ hai, 97% các quý đồng nghiệp của chúng ta chọn phương án là có. Vâng, xin cảm ơn quý đồng nghiệp. Câu hỏi thứ ba, đáp án đúng là phương án D, tức là đáp án A và B. Như vậy là có 93% các quý đồng nghiệp của chúng ta đã chọn phương án này, và một kết quả hết sức là đáng khích lệ. Sang câu hỏi thứ tư, phương án đúng là phương án D, tức là cả ba phương án trên, và có 81% các quý đồng nghiệp đã chọn phương án trên. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các quý đồng nghiệp đã tham gia trả lời câu hỏi. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu cái phần thảo luận. Xin mời các bác sĩ dự đặt câu hỏi tại chatbook trên giao diện Zoom. Và ban tổ chức có kết nối tới các cái đầu cầu từ Hà Nội và Hồ Chí Minh để cùng thảo luận cho cái đề tài này. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời là đầu cầu từ phía Bệnh viện Từ Dũ. Xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thanh Nhân, trưởng khoa ung biếu, phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ, và các bác sĩ tại khoa ung biếu phụ khoa đặt câu hỏi. Xin trân trọng kính mời. Xin chào bác sĩ Nhân ạ, và các đồng nghiệp. Kính chào chủ tọa đoàn. Chương trình ngày hôm nay thì mình thảo luận hai đề tài về phẫu thuật và điều trị nội khoa. Thì hiện tại ở Bệnh viện Từ Dũ thì khoa ung bướu phụ khoa thì cũng tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân ung thư buồng trứng, đặc biệt là những người bệnh nhân ung thư buồng trứng mới. Vấn đề mà điều trị về phẫu thuật và hóa trị thì được thực hiện ở khoa ung bướu phụ khoa. Mặt bệnh thì ung thư buồng trứng của khoa ung bướu phụ khoa thì cũng khá là nhiều. Tỷ lệ bệnh mới chẩn đoán của hàng năm thì khoảng gần 200 trường hợp số bệnh mới, và sau đó là những cái trường hợp là có bệnh tái phát lại. Thì đối với ung thư buồng trứng thì về mặt điều trị thì hiện tại thì điều trị nội khoa ở mức là chỉ mới là hóa trị. Và nếu có như bệnh nhân có điều kiện, ví dụ như ở những bệnh nhân ung thư tuyến xa thì có thể sử dụng bevacizumab. Hiện tại thì nếu mà điều trị duy trì của cái thuốc ức chế PARP, nếu như mà mình có thực hiện đó thì cũng là một cái hứa hẹn nhiều cho bệnh nhân, và bệnh nhân cũng có một cái lựa chọn để mà điều trị hỗ trợ và điều trị duy trì sau này. Tôi xin có một cái câu hỏi là, thì tôi cũng hỏi thêm các đồng nghiệp là, tại bởi vì mình thấy là cái hóa trị mà trong ổ bụng là IP thì nó có cái cải thiện về mặt sống còn toàn bộ và sống còn bệnh tiến triển, không bệnh tiến triển, tức là BFS thì nó có cải thiện. Tuy nhiên về mặt thực hành lâm sàng thì cái chuyện mà mình thực hiện cái này thì nó cũng hơi khó. Thì hiện tại ở Từ Dũ thì cũng chưa thực hiện được cái IP. Thì không biết là các đồng nghiệp ở Hà Nội, ví dụ Bệnh viện Phụ sản Trung ương hoặc là Bệnh viện Ca, thì các anh chị cũng có thực hiện cái hóa trị trong ổ bụng này hay chưa? Cái thứ hai là mình, ví dụ như là trong ung thư buồng trứng mà nó mình debunking rất là tốt rồi, tức là tối ưu rồi, thì cái bước mà hóa trị trong ổ bụng với nhiệt độ cao á, tức là CHIP á, thì mình có thể mình đã dự kiến là mình có thể mình làm cái đó hay không, và hoặc là đã có làm thực hiện cái đó chưa, thì xin các đồng nghiệp chia sẻ thêm kinh nghiệm. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Nhân. Liên quan đến câu hỏi này xin chia sẻ kinh nghiệm từ phía bệnh viện Ca. Xin mời bác sĩ Bình ạ. Dạ vâng, kính thưa tiến sĩ Nhân, kính thưa tất cả các thầy cô, thì câu hỏi thứ nhất của thầy là về cái IP ở bệnh viện Ca tình hình như thế nào. Thì thực sự mà nói thì cái IP này, nói vậy dùng chip bơm ổ bụng thì cái tác dụng phụ thì bệnh viện Ca chúng tôi cũng đã thực hiện cách đây hàng chục năm, nhưng số lượng bệnh nhân không có nhiều và cái hiệu quả điều trị thì chúng tôi cũng khó đánh giá, nhưng mà hầu hết là bệnh nhân cũng không thực hiện được 6 chu kỳ.
Thế và chính vì cái tác dụng phụ nó mạnh như thế cho nên là thực sự mà nói cho đến giờ thì bệnh viện ta cũng có lẽ là chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến và có thể là cũng sẽ triển khai thành cái nghiên cứu để có thể áp dụng, bởi vì ở nước ngoài người ta cũng tiến hành và nó cũng có hiệu quả cho những cái trường hợp mà khối u sau khi cộng phá u tối đa còn dưới 1 cm. Thế tuy nhiên cái trong cái báo cáo của tôi vừa rồi thì cũng có một cái nghiên cứu của Nhật Bản, mặc dù cái kết quả như vậy nhưng người ta cũng thấy rằng là cũng chỉ có khoảng 40% là bệnh nhân đạt được, 40% bệnh nhân là thực hiện hết 6 chu kỳ, còn lại là bệnh nhân chỉ được đến 4 chu kỳ, không thể thực hiện được hơn. Câu hỏi thứ hai của tiến sĩ Nhân là về cái điều trị bằng HIPEC, tức là hóa trị nhiệt độ cao ở trong phẫu thuật của ung thư buồng trứng. Thì như tôi cũng đã trình bày và tôi cũng đã trình bày đó là cái phương pháp này thì hiện cho đến giờ thì cũng vẫn người ta vẫn khuyến cáo rằng là chỉ trong các cái thử nghiệm lâm sàng thôi, mặc dù cái sống thêm không tiến triển và OS thì tốt cho bệnh nhân nhưng người ta cũng không khuyến cáo trên lâm sàng. Cho đến giờ thì cũng chưa có khai này thực hiện, chỉ thực hiện trong các cái nghiên cứu thôi ạ. Cảm ơn tiến sĩ Bình, xin chia sẻ kinh nghiệm từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương ạ. Xin mời tiến sĩ Thắng. Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì cái việc điều trị bằng IP thì cũng rất là ít khi tiến hành. Trong thực tế thì cách đây khoảng 2 năm thì cũng đã có một vài trường hợp chúng tôi đã tiến hành cái phương pháp này. Đấy là như chỉ định cho những cái bệnh nhân mà tái phát đến lần 2, lần 3 rồi. Tất cả mấy cái phác đồ thông thường mình dùng là nó đều khá hết. Và bệnh nhân thì xuất hiện dịch cổ bụng rất là nhiều. Và chúng tôi có tiến hành dịch chọc dịch cổ bụng, sau đó là tiến hành truyền hóa chất ổ bụng luôn. Thế thì sau truyền 3-4 chu kỳ thì bệnh nhân cũng có đáp ứng là dịch cổ bụng nó giảm đi hầu như là không còn nữa. Và xét nghiệm cái chỉ số CM125 thì nó cũng giảm về giá trị bình thường. Và tiếp tục cho bệnh nhân theo dõi thì nó cũng một thời gian khoảng độ 6 tháng, 1 năm sau thì bệnh nhân mới lại tái phát lại. Thì qua cái việc đó thì tôi thấy đánh giá là cái phương pháp mà chuyển hóa chất ổ bụng nó cũng đem lại cái hiệu quả cho một số cái trường hợp như vậy. Chứ còn gần đây thì trong khoảng 2 năm trở lại đây thì chưa có bệnh nhân nào áp dụng lại cái phương pháp đấy. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Thắng. Trên bàn chủ tọa của chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của bác sĩ Phạm Thị Thu Trang dành cho tiến sĩ Thắng với nội dung như sau. Với bệnh nhân ca buồng trứng giai đoạn 1A, trẻ tuổi có chỉ định cắt một bên buồng trứng và bảo tồn buồng trứng đối diện và tử cung thì việc cắt mạc đôi lớn có cần thiết hay không? Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Thắng trả lời. Về cái câu hỏi này thì trước hết là chúng ta đánh giá là giai đoạn 1A thì cái việc cắt bỏ mạc đôi lớn thì rõ ràng là không cần thiết là phải cắt mạc đôi lớn. Tuy nhiên là chúng ta phải đánh giá kỹ để chúng ta phát hiện những cái tổn thương nó có kèm theo hay không. Trước hết là chúng ta phải xét nghiệm dịch cổ bụng để phát hiện xem là có cái có tế bào ung thư không. Chúng ta phải quan sát thật kỹ ổ bụng rồi cũng như là mạc nội lớn. Và nếu mà chúng ta không cắt mạc nội lớn, chúng ta có thể tiến hành sinh thiết mạc nội lớn để chúng ta có những cái đánh giá đầy đủ để không bỏ sót cái tổn thương ung thư cũng như là chẩn đoán sai cái giai đoạn của ung thư. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Thắng. Một câu hỏi tiếp theo của quý đồng nghiệp gửi cho tiến sĩ Hàn Thanh Bình. Bác sĩ có thể chia sẻ kinh nghiệm của bác sĩ hiện nay về các thuốc nội khoa đang được sử dụng trong điều trị bước 1 ung thư buồng trứng. Kết cục lâm sàng cho bệnh nhân có nhiều cải thiện với việc thêm vào hoặc kéo dài bevacizumab hay không? Xin mời tiến sĩ Bình ạ. Vâng, tôi xin phép được trả lời câu hỏi như sau. Về cái sử dụng bevacizumab trong cái điều trị duy trì bước 1 của ung thư buồng trứng thì ở bệnh viện chúng tôi cũng chỉ áp dụng trong vòng một vài năm gần đây. Tuy nhiên cũng có những cái sự khó khăn, thứ nhất là không phải bệnh nhân nào cũng sử dụng được bevacizumab vì giá thành cũng khá là đắt, chưa kể đến cái việc mà thuốc cũng không được cung ứng một cách đầy đủ. Chính vì lý do đó mà cho đến giờ chúng tôi cũng chưa đánh giá được một cách cụ thể cái kết quả của cái việc sử dụng và chủ yếu là dựa vào các kết quả nghiên cứu của nước ngoài. Câu hỏi tiếp theo của bà đồng nghiệp Mạnh Phan gửi cho chúng tôi. Câu hỏi này dành cho tiến sĩ Thắng ạ. Em xin hỏi tiến sĩ Thắng là có nên vết hạch trong phẫu thuật ung thư buồng trứng không ạ? Xin mời tiến sĩ Thắng. Rõ ràng là chúng ta biết là cái việc phẫu thuật vết hạch đây là vết hạch nói chung trong ung thư buồng trứng thì nó cần thiết và nó có chỉ định cụ thể.
Đương nhiên là chúng ta cần phải vẽ hạch trong một số cái trường hợp để mà chúng ta đánh giá giai đoạn, cũng như là chúng ta lấy bỏ cái tổn thương ung thư đi rồi. Còn tất nhiên là cái kỹ thuật vét hạch này thì nó là cái kỹ thuật mà nó có rất nhiều những cái nguy cơ liên quan đến tai biến phẫu thuật. Khi mà chúng ta phẫu thuật thì nó có nguy cơ chạm vào các mạch máu, gây ra tổn thương các mạch máu, thậm chí là có những cái nguy cơ dẫn đến tử vong bệnh nhân trong quá trình mổ. Chính vì vậy mà cái việc phẫu thuật này nó đòi hỏi kỹ thuật rất là chuyên sâu, và những cái phẫu thuật viên mà rất là có kinh nghiệm và được đào tạo rất là bài bản, chúng ta mới có thể tiến hành được cái kỹ thuật vét hạch trong cái phẫu thuật ung thư buồng trứng. Câu hỏi tiếp theo của bạn, của đồng nghiệp Phạm Thị Tuyết Nhung, dành cho tiến sĩ Bình. Em xin hỏi bác sĩ Bình là việc điều trị hóa trị bổ trợ cho bệnh nhân ung thư buồng trứng có phác đồ chuẩn là paclitaxel cộng carboplatin với AUC là 5 và 6. Vậy có sự khác biệt nào khi dùng carboplatin AUC 5 và AUC 6 không ạ? Xin mời tiến sĩ Bình ạ. Tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. AUC5 hay AUC6 hay AUC2 thực ra nó là cái đơn vị tính để nhằm mục đích để đo cái liều lượng carboplatin để tránh cái hiện tượng suy thận của bệnh nhân và cái độ thanh thản creatinine của bệnh nhân. Chính vì lợi thế cho nên là người ta sẽ đánh giá dựa vào cái thể trạng của bệnh nhân. Với những cái trường hợp nào mà cái chức năng thận tốt thì người ta có thể đặt những cái AUC6. Còn những cái trường hợp nào mà có thể đánh giá bệnh nhân mà có thể là cái tuổi lớn thì người ta có thể sử dụng AUC5 mà thôi. Tuy nhiên các cái công thức tính carboplatin thì nó có cái biên độ rất là rộng. Có những cái trường hợp AUC5 nếu như bạn tính liều đủ thì nó cũng phải bằng những mức dưới ở một cái công thức nào công thức của cái AUC6. Thế cho nên là cái này là chủ yếu dựa vào trên lâm sàng của bệnh nhân, thì chúng ta có thể lựa chọn AUC5 và 6, tức là cái mức độ thanh thản creatinine của bệnh nhân. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Bình. Câu hỏi tiếp theo của quý đồng nghiệp gửi cho chúng tôi, dành cho tiến sĩ Thắng ạ. Hiện nay đối với bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn tiến xa thì việc phẫu thuật debulking tối ưu cho bệnh nhân giúp cải thiện kết quả lâm sàng như thế nào? Nếu bệnh nhân không thể được phẫu thuật debulking tối ưu thì hiệu quả điều trị có bị giảm nhiều không? Khoảng bao nhiêu lâu thì bệnh nhân có tái phát trở lại? Xin mời tiến sĩ Thắng ạ. Đối với các trường hợp ung thư buồng trứng giai đoạn tiến xa thì chúng ta biết là chúng ta không thể cắt bỏ hoàn toàn được cái tổn thương ung thư ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Chính vì vậy chúng ta mới áp dụng đến cái kỹ thuật debulking để cố gắng chúng ta lấy bỏ được càng nhiều càng tốt cái tổn thương ung thư. Thế thì câu hỏi của bạn đưa ra ở đây là khi mà làm được cái kỹ thuật debulking tối ưu thì nó có cải thiện được kết quả như thế nào? Thì trong cái phần trình bày của tôi cũng đã nói rõ rồi. Người ta đã có những cái nghiên cứu thống kê là đối với các trường hợp mà chúng ta làm được debulking hoàn toàn thì cái tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân là đạt tới 72%. Còn các ngược lại, trong các trường hợp mà chúng ta debulking mà để lại những cái tổn thương mà lớn hơn 1 cm thì cái tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân nói chung nó chỉ là 45%. Đấy là một cái minh chứng, còn rất nhiều những cái minh chứng khác thì tôi cũng đã trình bày ở trong cái bài của mình. Còn một cái ý tiếp theo bạn hỏi là nếu bệnh nhân không thể được phẫu thuật debulking tối ưu thì hiệu quả điều trị có bị giảm nhiều không? Thì đương nhiên là bị giảm rồi. Còn nó giảm đến bao nhiêu thì nó còn tùy thuộc vào cái việc điều trị của bệnh nhân tiếp theo đó nữa. Và lại bạn hỏi một ý là sau bao lâu thì bệnh nhân tái phát? Thì cái này nó cũng không thể có một cái câu trả lời cụ thể được. Là sau bao lâu nó còn tùy thuộc vào cái việc điều trị của bệnh nhân, rồi cái thể của bệnh nhân, rồi cái tất cả mọi thứ sau đó kèm theo nữa. Cho nên là cũng không thể biết chính xác là sau bao lâu thì bệnh nhân tái phát được. Vâng, xin hỏi bác Nga, tiến sĩ Bình comment thì thêm một vài câu hỏi này của bạn. Vâng, tôi thì cũng đồng ý với ý kiến của tiến sĩ Thắng thôi, là cái việc phẫu thuật debulking tối ưu cho bệnh nhân thì kết quả mà cải thiện trên lâm sàng thì chúng tôi cũng đã báo cáo với cái việc phẫu thuật tối ưu và cộng thêm với các cái điều trị tối ưu thì cái thời gian sống thêm, trung bình sống còn của bệnh nhân cũng phải lên đến gần 60 tháng. Thế còn nếu như bệnh nhân không thể được phẫu thuật debulking tối ưu ngay từ đầu thì
chúng ta không tối ưu ngay từ đầu thì chúng ta có hóa chất tân bổ trợ thì cái hiệu quả điều trị nó cũng không bị thay đổi gì hết cả, thậm chí nó còn tốt hơn cho một số các cái trường hợp mà tức là hóa chất tân bổ trợ mà cho những cái trường hợp mà giai đoạn 4 không được kinh ngay từ đầu, và cộng thêm với nếu như mà đáp ứng với cái hóa trị tân bổ trợ với cái tổn thương mà sau khi tân bổ trợ xong đầu bộ kinh tiếp thì thấy cái tổn thương mà nó còn dưới 1 cm được thì cái kết quả sống thêm của bệnh nhân cũng tốt hơn. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Bình, và chúng tôi cũng nhận được cái chia sẻ của bác sĩ Phạm Thị Tuyết Nhung đến từ bệnh viện quân y quân đội 108. Thì bác sĩ có chia sẻ về cái điều trị IP đối với ung thư buồng trứng, thì tại bệnh viện 108 đã tiến hành IP cho bệnh nhân ung thư buồng trứng không còn lựa chọn điều trị hóa chất toàn thân mà dịch ổ bụng tái lập nhanh. Tại bệnh viện 108 thì chúng tôi thường dùng paclitaxel trong IP qua thực hiện 4 đến 5 bệnh nhân thì thấy là liệu pháp này có hiệu quả làm giảm tần suất phải chọc hút dịch ổ bụng. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Thị Thiết Nhung cũng đã chia sẻ đối với hội thảo buổi chiều ngày hôm nay về điều trị IP cho bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn muộn. Câu hỏi tiếp theo thì chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi dành cho tiến sĩ Hàn Thị Thanh Bình. Em có một bệnh nhân ca buồng trứng đã phẫu thuật hóa chất phác đồ TC 6 chu kỳ, duy trì gemcitabine 2 tháng một lần. Hiện bệnh nhân tái phát tràn dịch ổ bụng thì phác đồ nên dùng tiếp theo là gì? Xin mời tiến sĩ Bình ạ. Dạ vâng, tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Theo như câu hỏi của bạn thì bạn đã ca buồng trứng đã được phẫu thuật hóa chất chuẩn phác đồ Baclicabo 6 chu kỳ. Về cái vấn đề điều trị duy trì bằng hóa chất là gemcitabine 2 tháng một lần thì cái này cũng không có một cái guideline hướng dẫn nào. Cho đến bây giờ thì tôi cũng không biết bạn dựa vào guideline nào để sử dụng gemcitabine 2 tháng một lần. Và hiện tại thì bệnh nhân có cái tái phát tràn dịch ổ bụng thì tức là bệnh có cái tiến triển trở lại. Trong trường hợp này chúng ta sẽ có cái điều trị cho những cái trường hợp bệnh nhân ca buồng trứng tiến triển. Thì chúng ta sẽ đương nhiên là sẽ có cái liệu pháp điều trị hóa chất kết hợp với kháng sinh mạch là cái lựa chọn đầu tiên. Thì ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là nếu hôm nay chúng ta cũng có cái bài mà chúng ta cũng phải dựa vào cái điều kiện kinh tế là hàng đầu. Nếu như bệnh nhân mà không có điều kiện kinh tế, chúng ta có thể cũng phải lựa hóa chất điều trị cho bệnh nhân dựa vào cái thời gian mà bệnh nhân mà tiến triển trở lại. Bởi vì bạn đã dùng gemcitabine rồi, cho nên là nó không có giống kiểu gì. Còn nếu không thì tính từ lúc mà bệnh nhân điều trị cho đến bây giờ là bệnh nhân sẽ thuộc kháng platinum hay không kháng platinum để mình có thể dùng lại các phác đồ kết hợp với platinum hoặc là các hóa chất không kết hợp với platinum. Thế và các cái điều trị đích cũng có thể kết hợp nếu như bệnh nhân có đủ cái điều kiện chi trả. Và cho đến nay thì các thuốc ức chế PARP nếu như bệnh nhân có đột biến BRCA thì cũng có thể được sử dụng bệnh nhân. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của bác sĩ Yến Duy hỏi tiến sĩ Bình là liều tối đa có thể dùng carbo là bao nhiêu, bởi vì thực tế điều trị có những bệnh nhân chức năng thận tốt và tính liều 800 đến 900 mg đều dùng như vậy có nguy cơ về suy thận cao hơn không ạ? Xin mời tiến sĩ Bình ạ. Trên lý thuyết thì tất cả các cái công thức tính là dựa vào AUC 5-6 và không có gì phải sợ. Thế nhưng mà trên thực tế lâm sàng thì nó cũng không phải chỉ có mỗi suy đến chức năng thận, mà khi kết hợp với Pacli thì nó có thể ảnh hưởng đến các cái về cái đồng tính về huyết học rất là lớn, đặc biệt là những cái trường hợp mà giảm tiểu cầu do các phác đồ kết hợp với carboplatin. Thế cho nên là các bạn có thể là cái này cũng phải dựa trên lâm sàng để có thể là sử dụng. Có thể là ngay cái lần đầu tiên thì bạn có thể là sử dụng cái liều mà nó bạn có lựa trong cái công thức tính, nó có sẽ có cho ra mình các cái liều tham khảo, thì có thể là nó sẽ dao động từ 700 cho đến 900 chẳng hạn. Trong với cái AUC6 thì bạn có thể lựa chọn cái liều 700 trước. Nếu như bạn thấy bệnh nhân dung nạp tốt, không có các cái độc tính gì thì bạn có thể nâng liều bù lên cho bệnh nhân được 900 đi. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Bình. Kính thưa quý đồng nghiệp, thì trên chúng tôi còn nhận được rất nhiều các cái câu hỏi của các cái quý đồng nghiệp, thì tất cả những câu hỏi chúng tôi sẽ chuyển tới các báo cáo viên sau cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Do chương trình có hạn, xin phép là quý đồng nghiệp chúng ta đi vào phần kết luận. Qua buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về tối ưu hóa phẫu trị cho bệnh nhân ung thư buồng trứng và những tiến bộ trong điều trị nội khoa cho bệnh nhân,
và chúng tôi cũng xin tóm tắt một số điểm chính như sau. Thứ nhất là phẫu thuật cho ung thư biểu mô buồng trứng thường bao gồm cắt bỏ tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng và cắt bỏ khối u cũng như là nạo vét các hạch bạch huyết nhằm xác định giai đoạn cũng như loại bỏ các cái tế bào u một cách tối đa, giúp kéo dài thời gian sống thêm cho bệnh nhân. Phẫu thuật lần hai có thể cân nhắc cho bệnh nhân ung thư buồng trứng tái phát lớn hơn 6 đến 12 tháng sau khi hoàn tất hóa trị. Bệnh nhân ung thư buồng trứng mới chẩn đoán mặc dù có tỷ lệ đáp ứng cao với điều trị hóa chất nhưng mà có tới 70% các cái trường hợp sẽ tái phát trong 3 năm đầu và tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ còn 38%. Liệu pháp duy trì hiệu quả kéo dài OS và PFS và không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như là điều trị cần thiết cho những bệnh nhân ung thư buồng trứng và cũng đã được các cái guideline quốc tế khuyến cáo. Các cái thuốc ức chế PAP sử dụng trên bệnh nhân ung thư buồng trứng có đột biến gen BRCA dẫn đến hai cơ chế sửa chữa DNA của tế bào ung thư bị lỗi dẫn đến tế bào khối u bị tiêu diệt, từ đó ngăn chặn khối u lây lan và phát triển. Hiện nay, nhiều thuốc ức chế PAP đã được phê chuẩn bởi các cơ quan có thẩm quyền như là FDA, EMA mở ra nhiều cơ hội mới cho bệnh nhân ung thư buồng trứng. Để tìm hiểu kỹ hơn về các liệu pháp trong điều trị duy trì bệnh nhân ung thư buồng trứng, xin hẹn quý đồng nghiệp sẽ tham gia vào cái buổi số 4 của chuỗi hội thảo vào thứ 6 tuần sau, là ngày mùng 10 tháng 7 năm 2020. Trong hội thảo này, chúng ta cũng sẽ cùng bàn luận về các ca lâm sàng ung thư buồng trứng mới chẩn đoán và liệu pháp duy trì ung thư buồng trứng. Và chúng tôi cũng hết sức là cảm ơn công ty AstraZeneca cũng đã tài trợ cho các cái chuỗi hội thảo để các cái quý đồng nghiệp chúng tôi có cái điều kiện để trao đổi những kiến thức, đặc biệt là trong điều trị ung thư buồng trứng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các bạn hỗ trợ đã giúp chúng tôi ở các cầu truyền hình, đầu cầu trực tuyến để các cái nội dung trao đổi đã được thuận lợi. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai báo cáo viên là tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Thanh Bình và tiến sĩ Thắng đến từ Bệnh viện Phụ sản ở Trung ương. Và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các quý đồng nghiệp đến từ Bệnh viện Từ Rũ và các cái bệnh viện ở các đầu cầu trực tuyến trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn lại quý đồng nghiệp vào ngày 10 tháng 7 năm 2020 trong cái buổi hội thảo tiếp theo trong cái chuỗi để về chẩn đoán và điều trị ung thư buồng trứng. Xin trân trọng cảm ơn.